mà ngồi mẹ mẹ lại trở lại đây. Thì sau khi kết thúc một ngày làm việc thì mẹ mẹ và Steve bây giờ là lái xe đến Stanley Park ở downtown Vancouver để mà đi take a walk mọi người. Tại vì hôm nay tự nhiên trời đẹp quá thì chả lẽ bây giờ không quay phim cho mọi người coi, đúng không mọi người? Thì sáng sớm khi nãy là trời nó hơi xấu, nhưng mà bây giờ chiều chiều, bây giờ chưa chưa nè, bây giờ là 3 giờ chiều đó mọi người. Thì bây giờ đi đến từ nhà của My mà đi đến Stanley Park là cỡ chừng 20 phút lái xe. Thì đến nơi rồi My sẽ quay phim cho mọi người xem nha. Trời, Stanley Park là nổi tiếng lắm luôn đó mọi người. Nha mọi người. Bây giờ mình đã ở Stanley Park rồi. Thì mình sẽ quay phim Stanley Park cho mọi người coi nha. Không có cần phải nhìn cái mặt hai đứa Steven với Mimi đâu mọi người ơi. Nhìn nhiều quá rồi, không phải nhìn gì nữa. Phải nhìn cảnh nha mọi người. Ok, để mình quay cho mọi người xem nha. Đây, đây là West End nha mọi người. Thì đây là cái Stanley Park đó mọi người. Đó, đẹp không? Đẹp không? Trời, tự nhiên bây giờ nó hết nắng mà trời, rất là đến nơi rồi giờ hết nắng luôn. Nhưng mà đẹp phải không mọi người? Đẹp ha, đẹp quá luôn á. Đó, hai đứa mang giày đi bộ cho nó ấm nè. Đó, đẹp chưa? Kinh khủng đẹp luôn. Đó, nên mới nói cho mọi người nghe là Vancouver, cái này là trung tâm thành phố Vancouver nha mọi người. Là có nghĩa làm sao mà tìm một cái thành phố mà ngay trung tâm mà có một cái ocean rồi đá vậy, còn xung quanh rồi còn núi rồi này kia nữa, đâu có tìm được cái. Nên như vậy là giá nhà nó đắt là gì á mọi người, nói cho nó dễ hiểu. Ai cũng muốn đến đây ở là vậy đó. Baby hiểu gì không? Baby baby hiểu gì vậy? Ocean. Ê, mọi người ơi, nhìn cái cây này nó bự không mọi người? Chắc cây này là mấy chục tuổi rồi đó. Mọi người ơi, đây là trung tâm của West End. Quay phim cho mọi người coi thì tất cả những cái người khách du lịch là đều đi đến đây hết nha mọi người. Cái khu này là khu du lịch nha mọi người. Thì dài xuống phía này nè là nhiều nhà hàng, nhiều quán ăn, nhiều quán bar. Là bây giờ mình đi xuống đây, đi xuống đây tìm cái gì ăn. Tại vì hôm nay là tụi mình làm việc xong là cỡ chừng 3 giờ chiều đó, thì bây giờ thì vẫn chưa ăn trưa mọi người. Nên do vậy là phải đi tìm cái gì để ăn đó mọi người. Đó. Oh, a Thai. Oh, one try. Maybe. Oh, underwear. Oh, for Steve. Steve, no underwear. Lên YouTube. Nói nhảm trên YouTube. There's a coffee there. Oh, the coffee that you want? That I went to. Oh. Oh, I like to check that place. Is there a tank change? Yes. Today. Fucking hell. Oh, I'm gonna get my watch an hour behind and then my son. Yeah. So where you from? Mọi người ơi, đây. Đó, có local. Wow. Baby. Trời ơi, you one by one. Wow. Mọi người ơi, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người á là ngày hôm nay là ở North America là sẽ cái thời gian nó sẽ nhanh hơn một tiếng đó mọi người. Thì bây giờ là 4 giờ chiều. Đâu? 5 p.m. What time now? Bây giờ là 4 giờ chiều, bình thường là 3 giờ chiều nha mọi người.
Steven. Not Vinh Phương. Vinh Phương now is a bony. And now, maybe just know just now, like we on the road and some gentleman asked, like he confusing, right? So can you please explain what is the reason why you just train backward and forward for what? You know what I mean? So can you please explain this? You don't even know. Do you fight to keep or you fight to remove? I fought many wars. You want to remove it or no? You don't care. Not good husband. Not good husband. Mình hôm nay thì hôm qua mình với Steven thì đi chơi hơi nhiều một chút, về nhà là cũng muộn á mọi người. Thì sáng dậy xong mà đi làm liền luôn nên cũng không có ăn gì nhiều hết á. Thì bây giờ là kiểu như là ăn trưa và ăn tối luôn. Thì để lát nữa mới quay phim cho mọi người xem nha. Mọi người giờ ăn nha mọi người. You can have your phone to see the Zoom. Maybe eat. Don't bother me. Đó, ăn đi. Quay phim mọi người. Cái này là sẽ lên. Đó. Ngon quá luôn. Ngon không? Đi ăn thử đi Steve. You see me? Not yet. Need to. Need to touch. It's all this stuff. Đây, đây mọi người, đây. Trời ơi, ngon quá. Ngon quá. Đây là mọi người. Stop it, stop it. Okay, can you do straight now? Straight for me. Ngon quá, mọi người ăn thử nha mọi người. Okay, one more. This one. Spicy. Maybe eat. Ngon quá. Okay, Trung Phu hả? Vẫn còn món Trung Phu đến nữa mọi người. Đây là Trung Phu đây mọi người. Wow. Carlin and Alan, they're staying at the same hotel, but there's one big difference, the price. Carlin found the hotel on his usual website, whereas Alan used Trivago to scan the hotel on a major booking site and save $30 a night. Hotel, Trivago. Can I have the phone? I'm doing my room right now. I'm in the place to be expert. The focus is home right now. I want that's the type of thing a FlexiLine allows homeowners to do. Maybe it's that kitchen you've been dreaming of, or the property you've had your eyes on. Find out why Canadians have been trusting Capital Direct for 25 years. Could you use $200,000, $500,000, $1 million, or even $3 million? Call Capital Direct today on your country's capital to see what's available to you. Being active for many Canadians is about doing anything they want without worrying about flipping. Visit us at kintech.net to learn more about how combining footwear, orthotics, and education will keep you active, on your feet, for life. Am I going to start my own business? Or become some famous genius? Or solve world hunger? Am I not make the world safer? Rất là cay, nhưng mà cũng không có ngọt.
vừa miệng, rất là vừa miệng. Cái này là không có ngọt nha mọi người. Tại mình thấy người Việt Nam mình hay thích ăn ngọt, đặc biệt người miền Nam. Nên nhiều khi ăn mấy cái món Trung Quốc không được. Món này nó không có ngọt nha mọi người. Muốn ăn ngọt thì người ta bỏ đường vô giùm đó. Ngon mọi người, rất là ngon. Nên đến ăn thử nha mọi người. Giờ mới ăn nha. Mọi người ơi, trên đường đi về cái chỗ đậu xe thì đây là cái cây tình yêu mọi người. Steven nói là lãng mạn. Lãng mạn. Lãng mạn quá. Lãng mạn là gì? Lãng mạn is romantic. Oh yeah. Lãng mạn, nói lại đi, giùm nói lại giùm cái đi. Hả? Lãng mạn. Lãng mạn đó, nói là Steven nói là lãng mạn quá nên My phải quay phim cho mọi người xem. Đó thì đang trên đường đi bộ về lại cái chỗ mà đậu xe á mọi người. Thì chắc cũng 10 phút thì mới đến nơi á. Đi bộ 10 phút. Thì cái cuộc sống ở Vancouver là như vậy đó mọi người. Là mỗi cái khu thì nó có cái trung tâm riêng của nó. Thì cái này được gọi là West End Vancouver, chứ không phải là West Vancouver nha. West End Vancouver. Đó. Thì đây. Cái con đường này là con đường tên gì vậy baby? Denman. Thì cái con đường này là con đường chính của cái West End, trung tâm West End. Trung tâm West End. Wow, hoa nè mọi người ơi, đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá luôn. Trời ơi, hoa đẹp quá. Ôi mà mua làm gì, ở đây mắc lắm. Đi về là chỗ nhà mình thì rẻ hơn. Ở đây mắc lắm mọi người, cái khu này là khu dành cho khách Tây mà. Nên mắc lắm luôn. Khu này là dành cho khách Tây nên rất là mắc. Đó. Nó xe chạy đi đó, thấy ghê không? Thấy ghê chứ. Thấy không mọi người thấy không? Thấy là rẽn luôn. Đường thì có chút xíu mà mày đặt rẽn. Dễ sợ thiệt luôn á. Đó, nào mọi người nhìn thấy đây. Bánh mì on the beach. Nhưng mà cái quán này nó đóng cửa rồi. Bánh mì on the beach là good idea nha mọi người. Mùa hè là đi good idea baby. Bánh mì on the beach. Yeah. Very good idea. Mùa hè thì được chứ bây giờ là the beach nó lạnh teo nó chứ. Nó mà không có the beach chỉ ở đây nữa nha. It's right now it's yeah. Mà đóng cửa rồi. Thì đó, đây để mình đi bộ quay cho mọi người xem cái khu này. Khu này cái gì có nha mọi người. Thì mọi người đi, mày thấy mấy cái tòa nhà cao cao gì không? Thì đó là những cái khu chung cư đó mọi người. Thì còn đây là chạy xuống hết cái đường này là cái bãi biển nha mọi người. Là bãi biển đó. Đây, quay cho mọi người biết. Thì đang trên đường đi về. Đấy, thấy không? Cái gì cũng có ở đây hết. Maybe want to turn. Cái gì cũng có ở đây hết nha mọi người. Cà phê, cà pháo, đồ ăn, đồ uống. Rồi đi thẳng xuống đây là cái chỗ cho thuê. Những cái tòa nhà này là chỉ để cho thuê thôi, chứ còn mua thì ít lắm mọi người.